bạn. Hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2023, shop Hân My xin giới thiệu cặp bánh Mavic Cup Mix nha các bạn nha. Bánh Mavic Cup Mix màu bạc, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ, tất cả các màu đều một giá 3.350.000. Bao ship, các anh chị tới nhà tự lấy bánh về em sẽ có giảm giá. Và có nhiều bạn hỏi bánh Mavic Cup Mix này gắn lên vỏ 732, 740, 738 được không? Xin thưa các bạn gắn được luôn. Gắn 723 thì em gắn mấy xe đua của bên em hoài rồi. Hôm nay là có con xe 700x32 gắn lên nha các bạn nha. Xe Gios, đó, xe 7 gắn cặp bánh Mavic Cup Mix. Giá cặp này là 3.350. Đây đang đi vỏ 732 và nó có thể gắn 740 luôn nha các bạn nha. 412 các bạn thích gắn vỏ gì gắn. Đây là niền nhôm, niền dành cho vỏ có ruột nha các bạn nha. Niền nhôm Mavic Cup Mix. Khách đi vỏ Bon Chage 732, bánh cối nổ to nha các bạn nha. Bánh này bánh khách, do khách chơi xe bãi nên hệ xe bãi khách lấy cặp bánh Mavic Cup Mix, cầm trắng, đùm trắng nha các bạn nha. Cầm trắng, đùm trắng, bạc đạn cối nổ lớn. Đùm này là đùm trắng, tem đen nha các bạn nha. Để chi mai mốt các bạn không thích thì các bạn lột cái tem ra nó ra trắng luôn. Đó, và như khách dự định là khách sẽ lột tem, bỏ hết tem để cho đi cặp bánh trắng hết hoàn toàn luôn nha các bạn nha. Bánh Mavic Cup Mix. Bánh trớn giá 3.350.000 là luôn ship, để ship hàng các anh chị cọc cho em trước 350.000 em ship. Bánh bảo hành như sau: căm đùm niền bảo hành 2 năm, bạc đạn là không bảo hành. Tên cặp bánh là Mavic Cup Mix nha các bạn nha. Mavic Cup Mix. Cây mô bánh gồm có 2 cây ti, 2 cây căm và một miếng canh. Thì bánh này là mình trả lời luôn, đây là cối, nó cối 11, khi gắn clip này là clip 9. Clip nè, khách sử dụng clip 9, nắp canh. Đó, nắp canh là của S-RAM nhưng mà clip thì của ai không biết đó. Đây là có miếng canh này, mình bỏ cái miếng chim, miếng lông đền đây các bạn. Tại vì cối 11 nên phải bỏ miếng canh, một miếng canh. Đó, chỉ có clip 7 thì hình như 2 miếng canh. Còn clip 8, clip 9, clip 10, clip 11, clip 8, clip 9, clip 10 là đúng một miếng canh một nha các bạn nha. Mavic Cup Mix. Bánh này là mình bán 3.350.000, gắn là miễn phí nha các bạn nha, không lấy tiền. Nha các bạn nha, gắn miễn phí, căm là căm sáng nè, niền là niền sáng luôn. Nha các bạn nha, rất đẹp. Đó, bây giờ lột ra để cho khách chạy thôi. À, xe của khách nha các bạn nha. Xe khá đẹp, con xe này không có bán nha các bạn nha, xe của khách, xe hàng sưu tầm. Đó. 732 gắn được nha các bạn nha. Giá cặp bánh Mavic Cup Mix là 3.350.000. Em có màu đen trắng nè, màu đen đỏ nè, đen vàng nè, màu đen thui nè, màu bạc. Màu bạc là màu này, khách đang gắn cặp bánh màu bạc, cây căm bạc luôn. Đùm là đùm bạc, đây đùm nè. Đùm này đùm bạc. Cái đùm này mình quên, mỗi lần mình quay mình cứ quên hoài. Đùm này các bạn thích các bạn lột tem ra nha các bạn nha. Lột tem Mavic này ra là ra trắng luôn. Còn đùm trước thì nó cũng màu bạc luôn. Cái này thì cũng lột tem, à cái đùm trước màu bạc nhưng mà lột ra màu đen nha các bạn nha. Nó chỉ bọc trắng đây, không biết lột luôn bên trong nó ra màu gì nha các bạn nha. Đó. Mavic Cup Mix nha các bạn nha. Thì mình chưa có lột, tự nhiên bánh mới, có nhiều bạn kêu sống lột bánh mới, lột qua tôi chạy luôn à. Nha các bạn nha. Ai mua về tự lột thử chứ giờ tự nhiên tao bán bánh mới người ta lột ra lấy tem đâu dán nha các bạn nha. Giá cặp này là 3.350.000 bao ship. Nha các bạn nha, bao ship cho bạn luôn. Để ship hàng các anh chị cọc cho em trước 350.000 em mới dám ship nha các anh chị nha. Không cọc em dám ship đó. Tên cặp bánh là Mavic Cup Mix. Nha các bạn nha, nếu mà tên Việt Nam là Mavic Cup Mix, một cây căm vàng. Do này là đùm niền trắng thì nó không có cây căm vàng nha các bạn nha, gắn căm vàng vô kỳ. Chỉ có mấy niền kia thì gắn một cây căm vàng, niền này không gắn một cây căm vàng, niền này niền cổ, gắn theo kiểu xe cổ nha các bạn nha. Mavic Cup Mix. Chào bạn.